Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi lễ trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đã trao quyết định tiếp nhận bà Trần Thị Hồng Cấm, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quyền ủy Đức Hòa đến công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út ghi nhận và đánh giá cao năng lực, quá trình công tác của các cán bộ được điều động bổ nhiệm lần này, đồng thời mong muốn với cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, học hỏi, đoàn kết cùng tập thể cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.